Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay mình quay trở lại nhà vườn em Phúc nha. Sẽ có một số hoa giấy ngũ sắc 3-4 màu với cô chú anh chị. Nói chung là đa dạng mẫu, 3-4 màu có, 5 màu có. Thì sau đây là cẩm tú cầu nha. Muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình lựa chọn những mẫu ngưng ý nha. Rồi anh chào Phúc. Dạ dạ anh Thái, chào quý bà con chát cho mọi miền Tây Bắc đã xem video em và kênh của anh Thái. Thì cũng cảm ơn cô bác anh chị đã ủng hộ những cái clip vừa gửi của em. Thì địa chỉ nhà vườn em ở Tân Khánh Trung lớp giờ Đồng Tháp à. Rồi hôm nay em sẽ có lên cho mình 10 mã đại diện cho hàng cẩm tú cầu ha quý anh chị, từ 3 đến 5 màu ha. Quý anh chị nào cần nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Rồi thì không mất thời gian với bác anh chị nữa, em vô mẫu số 1 cho mình ha quý anh chị. Dạ tán em được cho mình là 42, tổng chiều cao nó được cho mình là 55. Tổng củ hoành cây thì em đo được cho mình là 10. Rồi, rồi thì một cặp như thế này ha, mã số 1 á quý anh chị. Thì em xin giao lưu với mình, mức giá là 350.000, em bao ship ha. Cái này là ghép hôm giấy thường toàn bộ dạ, đúng với cô chú anh chị em. Thì ghép gốc giấy thường của mình. Cẩm tú cầu thì gồm có màu vàng nè quý cô chú anh chị, màu cam, màu hồng, màu đỏ, màu trắng thì nó chưa có lên ạ. Nó đủ nhưng mà đủ 5 mặt bo cho mình nha quý anh chị, là 5 màu, mã số 1. 350.000, em bao ship mọi miền Tây Bắc luôn nha quý anh chị. Rồi, mã số 2 ạ. Mẫu số 2 hả quý anh chị. Dạ rồi. Tán em đo được cho mình á là 40. Tổng chiều cao đo được cho mình là 52. Tổng của hoành cây em đo được cho mình là 13. Dạ rồi, em xin giao luôn mã số 2 này quý chị, mức giá cũng là 350.000 luôn. Tất cả đều hôm nay em lên hàng đều đồng giá quý anh chị. Hàng tẩm cú cầu 5 màu. Rất là đẹp, đang lên búp này đủ hết chân cho mình luôn nè. Rồi tím sen nè, cam nè, vàng và đỏ và trắng phớt hồng hết quý anh chị, đủ 5 mặt hoa cho mình luôn, mã số 2. Rồi tiếp theo thì lên mã số 3 cho mình nè, cũng là 5 màu luôn nha quý anh chị. Tất cả đều em lên 10 mẫu cho mình, 10 mã cho mình là đều là 5 màu hết. Rồi tán được cho mình là 40, tổng chiều cam được cho mình là 55, tổng cấu hoành cây em đã được cho mình là 13. Dạ rồi, em xin giao luôn mã số 3 này quý chị mình, mức giá cũng là 350.000 luôn cho một cặp cẩm tú cầu. Rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Siêu bùng. Dạ. Mã số 3. Rồi, tiếp theo lên cặp thứ tư ạ. Dạ rồi, tán em được cho mình là 45. Tổng chiều cao được cho mình là 55. Tổng của hoành kem đã được cho mình là 12. Rồi thì em xin giao luôn mã số 4 này quý trình, giá cũng là 350.000 luôn nha quý anh chị. Một cặp như thế này ha, tất cả đều bao ship cho mình hết luôn. 350.000. Ghép dưới góc với ta, mã số 4. Rồi tiếp theo lên mã số 5 ha quý anh chị. Đây, cũng là ghép với 5 màu luôn, ghép góc với ta mình. Rồi tán được cho mình là 52, tổng chiều cam được cho mình là 60, tổng cấu hoành cây em đã được cho mình là 14. Rồi em xin giao luôn mã số 5 này quý trình, mức giá cũng là 350.000 luôn, một cặp như thế này hả quý anh chị, rất là đẹp nha, mã số 5. Rồi tiếp theo lên cặp mã số 6 ạ. Số 6. Tán em được cho mình là 40, tổng chiều cam được cho mình là 52. Tổng của hoành kem được cho mình là 9. Rồi thì em xin giao luôn một cặp như này ha quý anh chị, mã số 6 giá là 350.000 bao ship luôn ạ. Đúng 5 hoa cho mình ha quý anh chị. Màu hồng, màu trắng, màu vàng, màu cam và màu đỏ ạ. Đủ 5 mặt hoa nha quý anh chị. Mã số 6. Rồi tiếp theo lên mã số 7 ạ. Tán mà được cho mình là 42, tổng chiều cao được cho mình là 55. Tổng có hoành cây em đều được cho mình là 18. Rồi cặp số 7 này quý anh chị mình mức giá em giao luôn giá là 350.000 luôn ạ. Thì nó cũng đều là 5 mặt hoa cho mình nha quý anh chị. 350.000 cho mã số 7. Rồi tiếp theo lên mã số 8 ạ.
Bán em đo được cho mình là 40, tổng chiều cao được cho mình là 60. Tổng của hoành cam đo được cho mình là 14. Giờ rồi em xin giao luôn mã số 8 này quý anh chị, nướng giá cũng là 350.000 luôn. Hàng hiện đang là hàng lên cây bút rất là nhiều luôn nha quý anh chị. Này quý anh chị mua về kịp chơi luôn nè. Mã số 8 350.000. Rồi tiếp theo lên cặp số 9 nè. Đây quý anh chị, đủ 5 bông mình luôn nè. 5 bo là sẽ được 5 màu. Tán được cho mình là 40, tổng chiều cao được cho mình là 52. Tổng của hoành cam ra được cho mình là 11. Giờ rồi em xin giao luôn mà. Cặp mã số 9 này quý anh chị mình nút giá là 350.000 luôn ạ. 350.000, đã bao gồm phí ship ạ. Mã số 9. Đó rồi, tiếp theo á là em lên mã số 10 là mẫu cuối cùng đại diện của em ha quý anh chị. Số 10. Dạ tán em được cho mình là 45, tổng chiều cao được cho mình là 52. Tổng của hoành cây á, em được cho mình là 11. Dạ rồi em xin giao luôn mã số 10 này quý anh chị mình nút giá là 350.000 ha quý anh chị, đã bao gồm phí ship. Ngoài mẫu mã này ha thì em còn những cái mẫu mã dưới đây ha quý anh chị. Thì nó cũng y như nhau thôi. Quý anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em sẽ chụp hình riêng cho quý anh chị mình xem ha. Hàng và tất cả là đều 3 đến 5 màu. 10 mã số đại diện cho quý cô chú anh chị em mình lựa chọn nha. Ngoài những cái mã số thì nếu như mà hết mã số thì Phúc sẽ gửi cho quý cô chú anh chị em mình những cái mẫu thêm nha. Dạ, đúng rồi. Số lượng vườn rất là nhiều quý anh chị em. Dạ. Thì được. Nó cũng đồng trạng nhau Phúc. Vừa dạ, dạ đúng rồi anh. Nó đồng sai. Nó đồng với sai nhau, nó đều được ghép với gốc chí ta của mình. Ồ, gốc này được ha. Dạ. Được gốc chí ta của mình. Màu trắng phớt hồng nè, màu đỏ nè, màu vàng nè, màu hồng nè. Dạ. Còn màu cam nó chưa lên. Dạ. Thì nói chung nó dao động cũng vậy ha. Dạ đúng rồi anh. Về hàng nó tất cả đều là hàng cẩm tú cầu hết, hiện tại là hàng lô còn rất là nhiều. Đấy, hàng đang lên cơ búp hết luôn nha quý anh chị em mình. Đó. Đó trời đẹp ha. Dạ. Lên chùm quý anh chị em, nó đóng búp chùm như thế này nè. Dạ. Đấy, nữa lên kẹo như thế này ha quý anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Thì quý anh chị nào có nhu cầu mua sỉ cứ liên hệ em sẽ có giá nó hời hơn ha quý anh chị. Hợp lý cho mình hơn. Đó. Dạ rồi thì lại cuối clip thì em cũng cảm ơn quý anh chị đã bỏ thời gian xem video em. Cảm ơn Pháp Thái đến nhà vườn em ạ. Chúc quý anh chị một ngày xem clip thật là nhiều niềm vui bình an ạ. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ. Và một cặp thì 350.000 bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm luôn. Còn nếu như quý cô chú anh chị em mình lấy sỉ thì cứ liên hệ sẽ có giá tốt nhất cho quý cô chú anh chị em. Cung cấp cái nguồn của vườn em Phúc cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo nha. Nếu như cần sỉ. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em Phúc nha.